Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Trời thương Phật độ, vận may liên tục kéo đến, đào trúng mỏ vàng, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của mỗi con người dường như đã được định sẵn từ trước, đó chính là tính bất biến của định mệnh. Chúng ta không thể chọn giới tính khi sinh ra, không thể chọn cha mẹ, anh chị em, không thể chọn đất nước mình sống hay quốc tịch mình mang. Tất cả những điều tưởng chừng ngẫu nhiên đó thực ra là sự sắp đặt của số phận, vì không có quyền lựa chọn nên chúng ta gọi đó là định mệnh. Tuy nhiên, số mệnh cũng là một thứ có khả năng biến đổi, chúng ta có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi và có thể đi theo những gì mình mong muốn. Nếu gia cảnh không giàu có, thì Quý Hợi có thể chọn chăm chỉ, cần cù và nỗ lực vươn lên, mong một ngày đổi đời giàu sang. Nếu tình cảm không nồng thắm, Quý Hợi có thể lựa chọn bao dung, thay đổi bản thân để hòa hợp bên nhau, không có chuyện định trước sẽ nghèo khổ. Cũng không có chuyện định chiếc sẽ cô độc, đau khổ, tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời. Mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong 3 tháng cuối năm 2024. Nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xem tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Hợi cho biết, thời điểm này báo về rất nhiều tin tức tích cực với người tuổi Quý Hợi. Đây là khoảng thời gian vận khí của Quý Hợi có sự khởi sắc rõ rệt, mưu sự dễ thành, cũng dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Hợi trong 3 tháng cuối năm 2024. Tuổi Quý Hợi đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí, khi cục diện tam hội đứng bóng, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan báo về độ chính của các kế hoạch, mưu cầu công danh, chức vụ, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh trong 3 tháng cuối năm 2024 này. Quý Hợi có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc có những bước tiến triển khả quan, thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc, giúp Quý Hợi gặt hái những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm này, Quý Hợi sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Quý Hợi. Chính thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp Quý Hợi giải quyết mọi khó khăn trong thời điểm 3 tháng cuối năm. Hơn nữa, Quý Hợi đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích trong mọi tình huống. Hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc, hạn chế nhờ giả hay giao phó cho người khác, để hạn chế việc mắc lỗi mà Quý Hợi không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp Quý Hợi nắm bắt cơ hội tốt hơn. Dù vậy, thời điểm cuối năm, sức cạnh tranh cũng như khối lượng công việc sẽ có xu hướng gia tăng. Do đó, bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh, nhất là với những người đang có tham vọng thay đổi vị trí, chức vụ. Người tuổi Quý Hợi sẽ có những sự kèn cửa, so bì với đồng nghiệp cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn. Hơn nữa,
Trong quá trình hợp tác với người khác, người tuổi Quý Hợi rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu Quý Hợi luôn ở trong trạng thái này, nó cũng sẽ khơi dậy tính cạnh tranh của người khác. Điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt hơn ở nơi làm việc. Do đó, Quý Hợi cần chú ý hơn tới cách hành xử, nếu không rất có thể gặp rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp. Thậm chí Quý Hợi có thể vì việc này mà trở thành người bị cô lập trong tập thể. Nhìn chung, trong 3 tháng cuối năm 2024 này, Quý Hợi có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần Quý Hợi giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, Quý Hợi sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của Quý Hợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, trong 3 tháng cuối năm 2024, tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy phương diện tài lộc của người tuổi Quý Hợi có sự thăng trầm trong 3 tháng cuối năm này. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi sẽ rất suôn sẻ và Quý Hợi có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống vật chất vẫn rất cao. Ban đầu tài vận 3 tháng cuối năm có nhiều khởi sắc, chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng. Sự nghiệp phát triển không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán, tam hội hứa hẹn một khoảng thời gian khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về, các mối hợp tác cũ mới sẽ diễn ra suôn sẻ, giúp Quý Hợi có thể yên tâm. Tuy nhiên, Quý Hợi cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu, nhất là khi điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Quý Hợi không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của Quý Hợi, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi, vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân, nếu không chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của Quý Hợi. Đồng thời, Quý Hợi cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập. Ví dụ, Quý Hợi có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án có triển vọng hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để tăng thu nhập. Nhưng hãy nhớ đừng lao đầu vào đầu tư một cách mù quáng. Hãy quyết định có nên đầu tư hay không, dựa trên tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của Quý Hợi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, trong 3 tháng cuối năm 2024, thời gian này, sức khỏe của người tuổi Quý Hợi được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Dù vậy, Quý Hợi vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt về chế độ ăn uống, Quý Hợi nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, Quý Hợi cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống thường ngày. Đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực, thử thách trong cuộc sống, cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của Quý Hợi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, trong 3 tháng cuối năm 2024, sao Bách Diệt chủ đào hoa xuất hiện, vận trình tình cảm 3 tháng cuối năm này của Quý Hợi dần đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi, hiểu lầm. Việc thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mối quan hệ. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kiểu ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Tiếp theo là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, trong 3 tháng cuối năm 2024.
Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này phải đương đầu với Thái Tuế, dự báo một tháng không hung thì họa, mưu sự chật vật với tuổi Quý Hợi, bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa chắc đã thu về thành quả mong muốn. Từ hình án ngữ, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có nhiều trì trệ, nguyên nhân chủ yếu do chính tinh thần uể oải của bạn gây ra. Tháng này mặt cảm xúc của bạn có nhiều thay đổi, làm gì cũng không thấy hăng hái, thường xuyên mệt mỏi, lười biếng, càng không có sự cố gắng, việc cũ việc mới thường xuyên bị tồn đọng. Con giáp này luôn kiếm cớ trì hoãn tới lúc nào hay lúc ấy, nhưng điều đó chỉ càng khiến mọi việc thêm bế tắc. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Ngoài ra, tuổi Quý Hợi còn có thể gặp khó khăn trong những công việc đòi hỏi làm nhóm hay làm chung với người khác, chủ yếu do bạn có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác mà chỉ muốn một mình làm cho xong việc. Bản mệnh luôn né tránh việc giao lưu, thái độ làm việc thì bảo thủ, cứng đầu, chỉ thích làm mọi việc theo ý mình. Điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều cho người xung quanh, thậm chí làm xấu đi các mối quan hệ của bạn. Trạng thái làm việc sa sút khiến nhiều người có cảm giác chán nản, nảy sinh suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhiên, đây cũng đã là tháng cận kề cuối năm, ý định thay đổi công việc là không phù hợp. Bạn nên suy xét kỹ càng, chớ bồng bột đưa ra quyết định nóng vội kẻo tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Lưu ý tháng này có nguyệt lệnh lâm đế dượng, ngũ ý vận khí sẽ dần tăng, có thể sẽ có những khó khăn ban đầu, nhưng chỉ cần con giáp này ý thức được trách nhiệm của mình, chủ động thái độ, thay đổi hành sự không nóng vội thì chuyện đâu sẽ có đó. Kiên trì nhẫn nại sẽ dẫn tới thành công, cơ hội không tự nhiên mà đến, vậy nên bạn phải chủ động tạo ra nó. Ngoài ra, sự cộng tác với đồng nghiệp và lãnh đạo là rất quan trọng. Việc duy trì giao tiếp và hợp tác tốt với họ có thể giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ công việc tốt hơn và cũng có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Nhìn chung, tháng này tuổi Quý Hợi cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, chớ vì một rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Muốn mọi thứ có chuyển biến tích cực, trước hết bạn nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình, xốc lại tinh thần làm việc thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Xét về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch này, tình hình tài chính của tuổi Quý Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực, thậm chí còn có thể thụt lùi. Bản mệnh chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, đương đầu với nhiều lực cản, đủ chuyện xui xẻo có thể ập tới bất ngờ. Việc kiếm tiền trở nên chật vật hơn, dù có nỗ lực nhưng kết quả rất chậm hoặc gần như chưa thấy tác dụng gì. Ở thời điểm này, với người làm công ăn lương, công việc chính mang tới nguồn thu nhập ổn định nhưng lại gặp nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng tới nguồn lương cố định của bạn. Tháng này, bạn phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân, nên lương thưởng cũng kém đi ít nhiều. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận, nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn của bạn. Đầu tháng sẽ cần tới sự kiên trì và bản lĩnh vững vàng của con giáp này, bởi đây là thời điểm vận khí dễ sa sút mạnh, khó khăn ập tới, nhưng chỉ cần bạn không nản lòng bỏ cuộc, thì từ giữa tháng trở đi, nguyệt lệnh đế dượng mang tới vận khí cát lành, quá hung thành cát mang tới không ít vận may tài chính cho tuổi Quý Hợi. Đã vậy, các khoản chi tiêu trong tháng tăng lên đột biến, đủ các khoản tiền phát sinh cho công việc, cho gia đình, cho cá nhân, chi phí sinh hoạt đi lại khiến bạn dù không muốn cũng sẽ phải bỏ tiền túi ra lo liệu. Lúc này nếu không có khoản tích lũy từ trước đó, e rằng cuộc sống thêm phần eo hẹp, cần liệu cơm gắp mắm, chi tiêu đúng việc đúng thời điểm, tránh lãng phí. Bạn có thể nhân cơ hội này để tính toán, đánh giá lại chiến lược và phương thức kinh doanh, cải thiện hình thức quảng bá sản phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng. Chuẩn bị đầy đủ tới cuối tháng bung sức đẩy mạnh kinh doanh, nhằm đúng thời điểm cuối năm sẽ đánh trúng tâm lý khách hàng, lợi nhuận hứa hẹn sẽ rất khả quan. Tháng này khuyên bản mệnh nên tập trung ổn định chính tài hơn là ôm đồm thêm các khoản khác, vừa tốn công sức, vừa có thể không đủ tiềm lực để theo đuổi, cuối cùng tiền mất tật mang. Nhất là những ai có tâm lý chờ vào vận may rủi, ham thích cờ bạc, cá độ đỏ đen, cần nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân kẻo tham thì thâm, thậm chí vướng dòng lao lý, tù tội. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, các mối quan hệ tình cảm của tuổi Quý Hợi có thể có một số biến động thay đổi tâm trí của bạn. Bạn dành phần lớn cho công việc nên có xu hướng bỏ bê, không chăm sóc đời sống tình cảm,
Nguyệt lệnh Lâm Đế Dượng khiến bản mệnh thường mãi mê theo đuổi công danh, lại do công việc có nhiều điều không như ý, khiến cho con giáp này luôn phải ngược xuôi, tìm cách tháo gỡ và giải quyết khó khăn, nên không có thời gian dành cho chuyện tình cảm. Điều này với người độc thân thì không mấy ảnh hưởng, bởi dù sao trong tháng tự hình, bản mệnh không để ý nhiều đến cảm xúc của mình. Bạn rơi vào trạng thái thụ động về mặt cảm xúc, chưa sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới, nên cũng không muốn gặp gỡ hay tìm hiểu ai ở thời điểm này. Tuy nhiên, nếu là người đã có gia đình, việc bạn dành thời gian lớn cho công việc có thể tạo nên khoảng cách giữa cả hai bản mệnh, nên tìm cách cân bằng bằng công việc và đời sống cá nhân của mình để không khiến hạnh phúc bị sứt mẻ. Thời gian này, mối quan hệ của vợ chồng bạn có thể phải đối mặt với một số thử thách, đòi hỏi cả hai phải cùng nhau vượt qua, đồng thời, đó cũng là cơ hội để đôi bên cùng nhau phát triển và hoàn thiện. Xét về phương diện sức khỏe, may mắn là tình hình sức khỏe của tuổi Quý Hợi tháng này vẫn ở vào mức ổn định. Chỉ cần bạn chú ý điều chỉnh nhịp sống và công việc của mình thì gần như không có vấn đề nào phải lo lắng. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mất nhục chí. Những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp con giáp này cảm thấy phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Việc chú ý đến an toàn là rất cần thiết. Tháng này tuổi Quý Hợi nên cẩn thận chú ý nhiều hơn đến từng chi tiết trong cuộc sống, sẽ có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt là đừng quên học cách chăm sóc bản thân. Ngoài ra, bạn cũng nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức, kiểm tra sức khỏe thường xuyên và duy trì thói quen sinh hoạt tốt, có thể giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Quý Hợi có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 11 âm lịch này, do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng, mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân, giúp con giáp này tìm ra định hướng phát triển. Dù có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình, từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi Lâm Quang sẽ giúp tuổi Quý Hợi thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Xét về phương diện tài lộc, tháng này, tuổi Quý Hợi cũng sẽ liên tiếp nhận những tin mừng liên quan đến tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này. Việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức khiến cho cơ thể mệt mỏi, mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì con giáp này nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện, bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng sẽ chạm tay tới cái đích mình đặt ra. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này. Nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm, bản mệnh có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn. Hãy coi đây là phần thưởng để bản mệnh tiếp tục cống hiến trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng 11 âm lịch này, tuổi Quý Hợi cũng được tận hưởng hạnh phúc do tình cảm đem lại. Bạn ôn hòa, cởi mở, nhiệt tình, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bầu không khí trong gia đình hòa thuận cũng giúp cho con giáp này có thêm nhiệt huyết và niềm vui trong cuộc sống. Với người độc thân, bạn tự tin thể hiện cá tính của mình, nên đi đến đâu cũng trở nên nổi bật. Bản mệnh thu hút mọi người xung quanh bởi lối hành xử duyên dáng cũng như tính cách hài hước, nhưng không kém phần tinh tế của mình. Nếu phải lòng ai đó, bạn hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành thì không lo đối phương không rung động. Ngược lại, nếu được ai đó bày tỏ sự quan tâm, bạn cũng nên thử cân nhắc và dành cho đối phương cơ hội.
với người đã có gia đình, bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có nên luôn ân cần chăm sóc nữa kia, đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và cho bạn một tình cảm tương tự. Tuy nhiên vì quá nổi bật, nên tháng này bạn không tránh khỏi những đối tượng đeo bám. Hãy luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, tránh mập mờ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, về cơ bản tuổi Quý Hợi duy trì được một sức khỏe tốt. Bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu. Hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian ở bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, nhìn chung, phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Hợi sẽ đạt được những bước tiến nhất định trong tháng này. Chỉ cần bạn chịu cố gắng bỏ công bỏ sức thì bạn ắt sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Nhờ có tam hội chỉ đường dẫn lối, con giáp này cư xử một cách khéo léo, không gây thù chú quán với ai bao giờ, nên các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh biết cách hòa hợp và hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, nên công to việc lớn nào cũng hoàn thành đúng hạn. Thêm vào đó, quý nhân xuất hiện vào thời điểm này còn giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội mới hoặc chỉ ra cho bạn những hướng đi mới khi bản mệnh còn chưa nhận ra. Hãy tin tưởng vào bản thân và thử sức mình, tin rằng bạn sẽ gặt hái được những thành công lớn lao hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, do có nguyệt lệnh lâm tuyệt chiếu mệnh, nên đôi khi bạn rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều, lại ngại tâm sự với người khác. Đừng phức tạp quá mọi chuyện, hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn. Nếu không thể tự mình giải quyết thì đừng ngại nhờ vả người khác. Xét về phương diện tài lộc, tháng 12 âm lịch này, tuổi Quý Hợi có cơ hội được đón tin vui trên phương diện tài lộc ngay trước thềm năm mới. Nhờ vậy mà bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không lo cháy túi. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ bạn hàng, đối tác rộng rãi nên việc làm ăn tiến triển suôn sẻ. Bạn kiếm tiền về đầy túi, thậm chí khoản tiền đó còn nhiều hơn dự tính của bạn. Để có thể kiếm được khoản tiền đó, con giáp này sẽ phải di chuyển đi đây đi đó khá nhiều. Song dịch mã khuyên bạn chớ nên ngại vất vả. Bạn càng cố gắng chăm chỉ bao nhiêu thì càng đạt kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Thậm chí trong quá trình di chuyển, bạn còn vô tình quen được với quý nhân hoặc đối tác ăn ý. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc đảm bảo cho bạn có một khoản lương thưởng dư dả. Nếu thấy mình đã cố gắng nhiều và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong cả một năm vừa qua, tuổi Quý Hợi cũng đừng ngại đề xuất tăng lương cho mình tháng này. Với người có ý định bước chân vào một lĩnh vực mới, bạn không cần phải quá vội vã bắt tay vào làm ngay lúc này. Hãy dành thời gian tính toán kỹ lưỡng hơn về các yếu tố tác động, làm gì cũng cần có kế hoạch rõ ràng để chủ động hơn trong mọi tình huống. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, phương diện tình cảm của tuổi Quý Hợi thiên về yên bình, đó là điều mà nhiều người dù có mong muốn cũng không được. Vì vậy mà bạn cần biết cách trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân vẫn khá hài lòng với tình trạng hiện giờ của mình, nên không quá sốt sắng trong việc tìm kiếm nửa kia. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thử tham gia vào những buổi tụ tập bạn bè hoặc thử trò chuyện với một người nào đó. Có thể người mà bản mệnh đã chờ đợi suốt bấy lâu sẽ xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ. Nếu đang có thiện cảm với một người nào đó, con giáp này đừng ngại trò chuyện thường xuyên để tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy nói chuyện về những chủ đề mà người ấy quan tâm, bạn sẽ dần hiểu hơn về đối phương, đồng thời cũng chiếm được thiện cảm của người ấy. Với các cặp vợ chồng, hai người sống hòa hợp vì đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, bạn cũng ý thức được những điểm chưa tốt của mình để sửa đổi. Đồng thời, bao dung hơn cho những điểm chưa tốt của đối phương. Tất nhiên, việc đôi bên mâu thuẫn vẫn khó tránh khỏi. Song trải qua những lần tranh cãi, hai người thấy thấu hiểu nhau hơn. Bạn cũng luôn kiềm chế cơn nóng giận để không lỡ nói ra lời tổn thương người ấy. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Quý Hợi khá lạc quan trong tháng 12 âm lịch này. Chủ yếu là nhờ mọi việc tiến triển thuận lợi nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Thời điểm công việc bận rộn, con giáp này có thể phải di chuyển nhiều, giao tiếp nhiều, nhưng dù sao cũng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe,
Không nên bắt cơ thể làm việc khi đã quá mệt mỏi để tránh những sự cố không đáng có. Nếu phải tham gia các buổi tiệc tùng liên quan, hãy nhớ uống ít rượu bia, ăn ít đồ chiên rán hoặc cay nóng. Khi không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Theo sao chiếu mệnh, sao dân hán. Dân hán là trung tinh bao hàm cả tính chất tốt và xấu. Năm có sao này chiếu mạng thì công việc làm ăn ở mức trung bình, chưa phải thời điểm có sự bùng nổ. Ngoài ra, đương số dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn thiên la. Gặp hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Theo vận niên, xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm con rồng, tuổi Quý Hợi nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột, nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Người độc thân đào hoa dượng, tình duyên thắm sắc, có hỷ tính trong năm. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao dân hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, dân hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất giới nam mạng, giới nữ mạng Quý Hợi thì nhẹ nhàng hơn. Năm có La Hầu chiếu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Gặp hạn này cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại,
tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nữ mạng bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tang chế từ xa đưa tới. Theo vận niên, xem tử vi tuổi Hợi 2024, năm Giáp Thìn, tuổi Quý Hợi nữ mạng gặp vận niên Hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ. Năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột. Nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Người độc thân đào hoa dượng, tình duyên thắm sắc, có hỷ tính trong năm. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn diêm dương năm 2024. Hạn diêm dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Dân, quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong 3 tháng cuối năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.